Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh. Ở trong thời gian gần đây thì cũng có rất là nhiều anh em có gọi điện và nhờ Hoàng Anh làm một cái video để hướng dẫn các bác cách để chúng ta sẽ hiệu chỉnh bằng tay trên chiếc vang số DMX DK4000. Thì trước khi đi vào hướng dẫn thì em sẽ có một số nhận xét con vang này sau. Thì nói về hình thức thì con DMX DK4000 là một con vang rất là đẹp, khẳng định bác rất là đẹp. Thứ nhất là nó sẽ có một cái dàn đèn ở về phần nhạc, phần micro cũng như là một số bốn cái dàn đèn ở bên phía bên này. Đó, center, sub, MLMR. Khi mà nhạc lên và mic lên ấy, thì cái dàn đèn nó nháy đồng đều, rất đẹp mắt. Về thiết kế con này thì không có điểm trừ gì các bác nhé. Vỏ cứng cáp rất là đẹp. Cái thứ hai, con này nó có cùng quang rất là tiện lợi. Cái thứ ba, nó là một con vàng cũng khá là chuyên nghiệp và có phần mềm. Sở dĩ các anh em có bảo rằng là làm một clip hướng dẫn bằng tay bởi vì là phần mềm con này thì nó lại là phần mềm bằng tiếng Trung Quốc các bác nhá, phần mềm Trung Quốc. Và cũng rất là may mắn bởi vì là con này nó trên cái mặt hiển thị ấy, thì chúng ta muốn cài đặt thì nó là tiếng Anh thì nó cũng khá là đơn giản cho anh em. Bây giờ chúng ta có thể là bọc vạch để chúng ta hiệu chỉnh thêm làm sao cho nó phù hợp với cái cấu hình các bác nhá, phù hợp với cấu hình và cái dàn của chúng ta. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác trên một số cái phím này thôi, nó rất đơn giản các bác nhá. Thì trên con vang ấy thì nó thiết kế cho chúng ta là một ba cái volume, ba volume cho micro là lớn nhỏ cho mic này, lớn nhỏ effect này và lớn nhỏ của music hoặc là nhạc ấy. Và phía bên góc tay phải của các bác là những cái phím để chúng ta hiệu chỉnh từ nhạc, micro, effect và một cái nút ESC để chúng ta quay về màn hình chính. Thì xin mời các bác tập trung vào để chúng ta, em sẽ hướng dẫn các bác đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái cổng vào nhé. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có input này, thì nó sẽ có AUX và chúng ta muốn thay đổi cổng vào, chúng ta sẽ nhấn cái enter ở cái nút ngoài cùng này. Thay đổi này, đó, cổng quang này. À xin lỗi các bác, đây cổng quang này, cổng kia là cổng đồng trục. Đó, BGM này, AUX này, đó, sẽ có một số cổng và chúng ta muốn thay đổi cổng tín hiệu đầu vào, chúng ta sẽ nhấn enter là nó sẽ thay đổi nhá. Cái thứ hai là chúng ta sẽ cài về phần nhạc. Trước tiên chúng ta muốn cài phần nhạc, chúng ta sẽ nhấn vào chữ menu. Đó. À xin lỗi các bác là phần mic trước nhá, phần mic trước chúng ta sẽ vào menu. Khi mà nó hiện lên là mic hoặc ma menu này thì chúng ta sẽ nhấn enter. Đây. Nhấn enter. Bắt đầu nó sẽ hiển thị lên để chúng ta bắt đầu chúng ta thay đổi những cái thông số của micro. Thì cái phần mic LSL này chúng ta để off nhé. Chúng ta tiếp tục nhấn next vào back, có nghĩa là giống như là sang trang ấy, sang tiếp theo ấy nhé. Đó, chúng ta nhấn next này. Thì ở đây nó sẽ có chúng ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 cần equalizer cho micro các bác nhé. 9 cần equalizer cho micro nó sẽ đại diện cho từ bass, trung và tep. Thì thường ý, thì mọi người nên để về phẳng trước, có nghĩa là chúng ta sẽ để về không và chúng ta alo thử cái tiếng micro. Khi mà chúng ta cảm thấy nó quá thừa ở cái phần trung hoặc là quá thừa ở phần chép thì chúng ta có thể là giảm nó xuống bằng cách như sau. Ví dụ ở cái giải 91 Hz này thì em muốn thay đổi các bác nhé, em muốn thay đổi cái độ dốc, độ sắc nhọn đấy, em muốn cái đường bass này nó nhiều quá thì em sẽ thay đổi này. Đây ví dụ như là cái 160 nhá, thì em sẽ nhấn này, em xoay này, em thay đổi luôn cả cái tần số được các bác nhé. Thì chúng ta sẽ nhấn mic, nhấn cái xoay cái chữ mic này, cái volume mic này, thì nó sẽ là thay đổi ở cái tần số, cái tần số chúng ta muốn thay này. Và tiếp theo này, cái Q là cái độ dốc này, thì chúng ta sẽ xoay cái effect độ dốc, độ sắc nhọn này. Ví dụ chúng ta mà càng để cái Q nó thấp thì cái gain này này, nó cái ảnh hưởng của nó sẽ càng nhiều đến những cái giải tần khác. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái độ dốc, ví dụ như chúng ta muốn triệt tiêu, chúng ta muốn hãm cái giải 190 trên cái mic này xuống thì chúng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cái giải khác, để chúng ta sẽ đưa cái Q nó cao lên các bác nhá, đưa Q cao lên và đồng thời chúng ta sẽ hãm cái này đây. Đó. Chúng ta sẽ hãm trên cái music này, ở phím music ở phím hãm nhá. Đó. Tiếp theo này, ở tất cả giải tần nó đều vậy các bác nhá. Đó, chúng ta sẽ thay đổi giá trị bằng ba cái phím này. Đó, mọi người lưu ý nhá. Đây. Đó, mic hai cắt là cắt tần số cao ấy. Đó, và cắt tần số thấp thì sẽ tùy vào từng loại mic để chúng ta có một cái cắt tần số làm sao cho nó phù hợp. Bởi vì nhiều cái mic thì chúng ta có thể là cắt dưới 82. Có nhiều mic thì chúng ta phải cắt trên 82 cơ. Cho nên là cái này thì tùy vào cái sản phẩm và thiết bị của nhà mình nữa. Còn đây em sẽ hướng dẫn các bác, có thể các bác làm chủ được trên cái con vang DK DMX 4000 này. Tiếp theo này, em sẽ hướng dẫn các bác cách để chúng ta, đây là hiệu chỉnh về music các bác nhá. Thì chúng ta cũng như cái phần micro ấy, chúng ta phải nhấn menu này. Chúng ta nhấn sang trang này. Đó, nó sẽ hiện lên cái chữ Music Pacma Menu. Thì chúng ta sẽ nhấn Enter. Đó, về Music HL sao chúng ta để off này. Và chúng ta next này.
Đây là các giải cần equalizer của Music. Đó, thì cũng tương tự như micro các bác nhé. Thì các bác muốn nghe ở cái giải nào nhiều, đó, nghe cái giải nào nhiều thì chúng ta sẽ đưa cái giải đó lên, đó nhá. Cái quy độ sắc nhọn này các bác nhớ nhá. Có nghĩa là cái quy này, ví dụ cái quy này mà càng nhỏ ấy, thì cái vòng cái equalizer chúng ta nó sẽ càng tù lại, nó càng tù lại, và cái quy càng cao nó sẽ càng nhọn lên. Ví dụ như chúng ta muốn cái giải 338 Hz mà chúng ta muốn kéo nó xuống mà không ảnh hưởng quá nhiều đến những cái giải tần xung quanh ấy, thì chúng ta sẽ đưa cái quy nó lên. Cái quy nó lên đồng nghĩa việc nó sẽ nhọn lên như thế này đó, và cái quy mà thấp ấy, thì nó sẽ ngang như thế này, thì nó sẽ kéo theo những cái giải tần khác nó thay đổi theo các bác nhé. Đó, về micro và music thì nó chỉ có vậy thôi các bác. Đó, low cut là cắt tần số thấp này, cắt tần số cao đó, pha. Và chúng ta sẽ, tốt nhất là chúng ta sẽ không có đụng chạm vào cái lúc bắt gốt nhé, bởi vì nhiều khi quên cái này lại mất công. Còn này tất nhiên là có phần mềm, nhưng mà phần mềm là tiếng Trung. Đó, vì phần mềm tiếng Trung cho nên là em mới làm một clip để hướng dẫn các bác cách để chúng ta hiệu chỉnh cái con này. Tiếp theo là cái phần rất là quan trọng, đó là phần effect. Thì chúng ta sẽ nhấn vào nút effect này. Đó, ở đây nó sẽ có những cái cần equalizer của effect ấy, và chúng ta thay đổi này. Đây echo 2 cắt, cắt tần số cao của echo ấy, và cắt tần số thấp của echo này. Và đây là hiệu ứng của echo. Thì chúng ta muốn để mono echo hoặc là sister echo thì chúng ta sẽ thay đổi bằng cách là chúng ta xoay cái nút này, xoay cái nút mic các bác nhé. Còn em khi mà cài đi thì em sẽ để cái mono echo này, bởi vì là cái sister echo thì hai cái loa, hai cái tiếng, cái hiệu ứng nó sẽ đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại như này. Có những người thích, có người không, cho nên em cứ để mono echo nhá. Echo pre delay để 0.0 cũng được. Cái echo time rất quan trọng các bác nhé, có nghĩa là cái thời gian cái echo nó hoạt động ấy, thì chúng ta muốn nó nhanh hay nó chậm mà là nó sẽ tùy thuộc vào cái này nhá. Chúng ta muốn cái echo nó nhanh thì chúng ta sẽ giảm giá trị nó xuống, và chúng ta muốn nó chậm lại để hát nhạc vàng chẳng hạn, chúng ta đưa nó lên. Còn bình thường thì anh em, khi anh em cài đi, anh em để một cái gọi cái delay, cái mức độ vừa phải, có nghĩa là anh em ai cũng thể hát được và hát cảm thấy nó không bị trùng đè quá nhiều lên nhau, thì đó là cái thành công rồi. Đây em cài, em nhấn lại này, next này. Đó, echo repeat là độ lặp lại. Thì cái độ lặp lại này nhiều hay ít thì chúng ta cũng sẽ thay đổi cái giá trị trên cái đường mic các bác nhá. Ví dụ anh em để cái repeat nó ngắn thì nó chỉ có nhạ lại 2-3 lần chẳng hạn. Rồi anh em muốn để 5-6 lần, 6-7 lần thì chúng ta sẽ đưa cái này lên, đừng để nhiều quá. Nếu mà để nhiều quá nó đè lên nhau nghe rất là khó chịu các bác nhá. Em để 25-26 thôi là nhiều rồi. Echo pha chúng ta để 0 độ này. Và reverb, đến phần equalizer cái reverb cũng vậy, chúng ta muốn thay đổi thì cũng tương tự như là phần micro và music nhé. Đây là những cái hiệu ứng reverb, những cái hiệu ứng reverb mà chúng ta muốn trải nghiệm thì đây nó sẽ là mặc định đó nhé. Ví dụ small room này, la room là cái phòng rộng này, đó, rất là nhiều. Và cái reverb này nó sẽ có một số cái gọi là cái mặc định thì chúng ta muốn để ở cái nào cũng được nhé. Và chúng ta thay đổi đây này. Ví dụ như là reverb play delay, chúng ta để 30, 40, 40, 50 cũng được, cái millimeter giây, cái millimeter giây để chúng ta có một cái hiệu ứng reverb đằng sau chúng ta nghe nó tốt nhất nhá. Reverb time là thời gian gì hoạt động, với chúng ta nó đưa nó xuống thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái reverb của nó, thời gian nó hoạt động nó quá ngắn thì nó cũng sẽ không có bay lắm, mà nó quá dài thì nghe nó cũng hơi chối. Đó, cho nên là cái này thì chúng ta sẽ nghe bằng tai và chúng ta sẽ có những cái thay đổi vì nó cái reverb thì nó là hiệu ứng không gian. Cho nên là nó sẽ tùy thuộc vào không gian để chúng ta có những cái hiệu ứng, những cái cài đặt làm sao nó phù hợp các bác nhé. Em thì ở cái phòng này em khá là rộng và vuông cho nên em đặt 8.6. Reverb pha chúng ta để 0 nhé. Và đây là cái tỷ lệ trộn giữa echo và reverb. Ví dụ anh em muốn để echo nhiều, cấu hình đầu tiên anh em muốn để echo nhiều, chúng ta sẽ để echo 60% hoặc 70% tùy anh em. Hoặc anh em có thể là để echo reverb bằng nhau. Đây, echo reverb bằng nhau cũng được. Đó, tùy nhá. Cái này là tùy. Còn em cứ để 60-40 vì là thường anh em hát đang hơi yếu cho nên là chúng ta sẽ để echo nó sẽ nhiều hơn một chút so với reverb. Còn anh em có thể là lưu một cấu hình khác bằng cái hiệu ứng là reverb nhiều hơn echo, đó là tùy. Thế là xong thì các bác ạ, nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả. Và tiếp theo là cái phần để chúng ta lưu chương trình nhé. Thì chúng ta nhấn menu, khi chúng ta cài xong ấy, chúng ta nhấn menu này, chúng ta nhấn next này. Đây là những cái phần để cài đặt center và sub. Cái này thì anh em có thể tham khảo thêm. Đây là set pack my menu, thì chúng ta đây là cái cũng rất quan trọng của chúng ta cài đặt cái giới hạn âm lượng đổ vào ấy. Khi mà chúng ta nó hiện lên cái chữ set pack my menu nhá, thì chúng ta nhấn enter này.
Đó, nó sẽ hiện lên là mix star volt, nghĩa là khi chúng ta bật mic lên tầm bao nhiêu. Đó, chúng ta muốn để ngưỡng 20 chúng ta phải đặt là 20 này. Và chúng ta muốn đặt mic 30 chúng ta đặt 30 nhá. Khi nó bật mic lên, bật con vang lên thì mic nó sẽ nằm ở cái ngưỡng âm thanh ấy, thì mọi người tự đặt nhá. Mic max có nghĩa là đây là cái giới hạn âm lượng thì em cứ để maximum. Đó, còn anh em có thể đặt xuống 40, 50, 60, 70 tùy vào cái đồ của nhà mình nữa. Nên là cái đó thì anh em nhìn để hiểu và chúng ta có một cái cài đặt cho riêng mình. Music cũng vậy. Đây là âm lượng đầu vào. Có nghĩa khi bật lên thì music nằm ở 29 hoặc 25, chúng ta đặt 25 đi. Đó, music max. Đó, chỉ có vậy thôi các bác nhá. Còn muốn lưu này, chúng ta lại tiếp tục nhấn vào menu này. Chúng ta nhấn next này. Đó, khi nó hiện lên cái chữ server ở server pack my menu. Chúng ta nhấn enter này. Và nó hỏi là chúng ta muốn lưu vào cấu hình 1 thì chúng ta nhấn enter một lần nữa là nó sẽ lưu vào cấu hình 1. Và anh em muốn thay đổi, muốn lưu sang cấu hình 2, chúng ta sẽ nhấn này. Khi nó hiện lên cái chữ là set menu đúng không? Chúng ta lại nhấn enter này. Và chúng ta sẽ thay đổi này, lưu cấu hình 2 này, cấu hình 3 này, cấu hình 4, cấu hình 5, cấu hình 6, chúng ta nhấn enter một lượt nữa. Đó, là nó sẽ lưu. Thì thực tế thì con vang này như em nói vì bởi vì là nó là phần mềm tiếng Trung cho nên là rất là nhiều anh em sẽ rất là khó để hiệu chỉnh. Cho nên là em cũng sẽ làm một cái clip cũng không quá dài nhưng mà cũng đủ để các bác có thể là hiểu và làm chủ được cái thiết bị con vang DMX DK4000. Một con vang em đánh giá rằng cũng khá là hay so với cái giá tiền là dưới 2 triệu. Và hiện tại thì con vang DMX DK4000 cửa hàng em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng, đã bao gồm phí ship các bác nhé. Thì bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Âm Thanh số điện thoại 0908 913171. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và mọi người nhớ đăng ký kênh và nhớ like để ủng hộ cửa hàng.